Ok, chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục dạy các bạn cách dán trứng nhá. Cách dán trứng. Ok, hôm nay thì mình sẽ dạy các bạn cách dán trứng gì ạ? Cách dán trứng chim cu nhá. Hôm nay mình làm tận 4 quả mà. Cũng một mình ăn thôi. Mà nhà chỉ còn 4 quả thôi chứ không là mình phải sơi luôn tận 10 quả các bạn. Có gì thì quay đấy luôn. Biết làm sao được. Mở thông tủ ra, mình sẽ bê cái bát mỡ xuống bạn. Thể dùng một tay làm việc thực sự rất là khó khăn luôn nhá. Cho nên để giúp đỡ mình mệt mỏi, để giúp đỡ mình đỡ mệt hơn một chút thì các bạn hãy cho mình một lượt đăng ký nhá. Ok anh em, xuống đây. Nhà bếp của mình đây khá là đơn giản, chả có gì. Đây mình sẽ cho một thìa mỡ vào các bạn nhé. 4 quả trứng thôi, chúng ta cũng không phải cho nhiều đâu. Cái bếp ga bật mãi. Ok, lên rồi nhá. Sau một lúc xoay sở thì cuối cùng nó cũng đã lên anh em ạ. Đợi cái này quá lâu luôn. Đấy, cuộc đời mà vẫn phải tiếp tục fighting, cố lên, không được bỏ cuộc các bạn nhé. Ok, hôm nay các bạn sẽ được tận mắt nhìn mình dán trứng luôn các bạn nhé. Đấy. Chúng ta phải tra cái mỡ quanh cái chảo này giống như là tra bơ ấy các bạn. Đấy. Để cho nó không dính các bạn nhé. Trứng chim cút thì con này, quả trứng này khá là nhỏ cho nên ăn cũng chả được bao nhiêu đâu các bạn. Ok nhá. Các bạn khi ngoái đều mỡ đầu các bạn sẽ làm gì nhỉ? Các bạn sẽ để cho nó nóng đầu lên một tí nhá. Ok. Khi mà đã bắn như này rồi. Các bạn chuẩn bị cho dầu rồi nhá. À đâu, cho trứng nhá. Nhá. Quả này đập rất khó rồi anh em. Ui, ok. Phải đập từ từ thôi. Wow. Ok các bạn nhá. Còn dao anh em ạ. Đây. Hình thù không đẹp lắm. Trời ơi. Ôi trời ơi. Mỡ này hơi dính các bạn. Đấy, cứ phải từ từ nhá. Đấy, mình làm thì mình ăn nó khổ lắm, đâu có dễ gì đâu. Úi giời ơi. Ok. Công việc lật trứng thì khó nhất bây giờ thì nó sẽ làm được rồi. Đấy, từ từ. Cứ phải từ từ. Mình sẽ đập thêm quả thứ hai vào các bạn nhé. À, buổi chiều dậy thì chả có gì ăn, phải tự làm đấy mà ăn thôi, không có đồ ăn vặt các bạn, không có đồ ăn sẵn đấy. Ơi, như mình theo mình đấy thì là một quả trứng cung hay sao ấy, nhìn nó không đẹp lắm bạn. Ok rồi, từ thôi. Dán trứng vẫn hơn đâu ấy, trứng không phải dễ đâu anh ạ. Từ từ thôi. Rồi, hình như mình cho hơi ít dầu các bạn, lâu không nấu ăn tay nghề nó xuống nhanh quá bạn ơi. Ok thôi nhá, vẫn phải cố mà làm thôi. Cho tiếp quả thứ hai vào nè anh em. Khá là khó rồi anh em nhá, tập sau mình sẽ quay tiếp cách làm cho mình. Ok, chào tất cả các bạn.